Chào mừng cưng đã quay lại với Tinder, chúng tôi chờ cưng lâu lắm rồi, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cưng rời đi và chắc là cưng cũng chẳng còn là cưng của ngày hôm qua nữa. Cập nhật hồ sơ để mọi người biết tình hình của cưng. À mà đăng ký theo dõi nhà nhiệt đi chứ, cứ xem chùa thế à? Chúng ta muốn đăng một bức ảnh chụp ly cà phê thứ hai ở trên Instagram vào sáng thứ bảy dậy trễ, hoặc là hình nghệ thuật của chân chúng ta ở trong một đôi giày. Chúng ta muốn có một dòng trạng thái trong một mối quan hệ ở trên Facebook và được càng nhiều like, càng nhiều bình luận thì càng tốt. Chúng ta muốn có một dòng trạng thái là đã đạt được mục tiêu nào đó ở trong relationship goals. Chúng ta muốn có những buổi hẹn hò ăn trưa vào chủ nhật, một ai đó cảm thông khi xem một bộ phim buồn, hay là một người để ăn vặt vào thứ ba, hay ai đó nhắn tin chúc buổi sáng vào thứ tư. Chúng ta chúc mừng nhiệt tình những người bạn của chúng ta trong đám cưới của họ và luôn bàn tán về việc làm sao mà họ có thể yêu nhau được như thế, làm sao họ có thể hạnh phúc trọn vẹn được như vậy. Nhưng chúng ta lại là một thế hệ không muốn yêu. Chúng ta check Zalo thường xuyên và chat ngẫu nhiên với nhiều người với cái hy vọng là đã tìm được đúng người. Chúng ta lên mạng xã hội và đăng giao tìm người yêu như một món hàng đặc biệt cho bản thân mình. Chúng ta đọc những bài báo như là 5 dấu hiệu cho thấy chàng thích bạn, 7 cách để giành cô ấy về cho mình. Chúng ta nuôi hy vọng rằng bằng những phương pháp đó thì chúng ta có thể biến một người xa lạ thành người yêu của mình, cứ như họ đã được xử lý và đóng gói qua nhà máy vậy. Chúng ta đầu tư rất nhiều thời gian cho Facebook, Instagram và các trang mạng xã hội hơn là cho bản thân mình. Nhưng chúng ta lại không hề muốn một quan hệ. Chúng ta nói, nhắn tin, gửi hình Snapchat, rồi gửi hình khỏa thân. Chúng ta đi chơi chung với nhau và có những ngày giờ hạnh phúc, đi uống cà phê, uống bia. Nhưng chúng ta lại chẳng bao giờ thực sự hẹn hò cả. Chúng ta né tránh nó, chúng ta nhắn tin hẹn hò bí mật, gặp nhau và nói chuyện vặt vãnh hàng giờ, rồi lại về nhà, nhắn tin vặt vãnh cho nhau. Chúng ta cố gắng bỏ qua hết những cơ hội để thực sự kết nối với nhau bằng cách chơi những trò chơi mà chẳng ai có thể thắng. Chúng ta thường chơi những trò chơi như là ai ít cảm xúc nhất, ai ít quan tâm người kia, ai lạnh lùng hơn, ai làm ngơ tin nhắn nhiều hơn, để rồi kết quả là chẳng có ai quan tâm đến mình cả. Chúng ta muốn một thứ giống như tình yêu, nhưng chúng ta không muốn bỏ công sức để đạt được nó. Chúng ta muốn nắm tay nhau mà lại không muốn nhìn vào mắt nhau, thích nói nửa đùa, nửa thật, thay vì nghiêm túc. Chúng ta thích nghe những lời hứa đẹp đẽ, nhưng lại không muốn thực hiện chúng. Chúng ta muốn kỷ niệm tình yêu của mình, nhưng lại không muốn bỏ công sức trong suốt 365 ngày yêu nhau. Chúng ta muốn hạnh phúc mãi mãi như chuyện cổ tích, nhưng không muốn bỏ ra sức lực để đạt được nó. Chúng ta muốn ai đó hiểu sâu về mình, nhưng lại bám theo những thứ nồng cạn. Chúng ta muốn ai đó nắm tay mình, nhưng lại không muốn để người đó có thể làm tổn thương mình. Chúng ta hứng thú với những câu tán tỉnh xến xúa, nhưng lại không thích được tán, bởi vì khi đó chúng ta lại sợ, sợ là người đó sẽ làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta muốn được ôm và nâng lên, nhưng đồng thời lại thích được đứng an toàn trên đôi chân của chính mình dưới mặt đất. Chúng ta theo đuổi tình yêu, nhưng lại không muốn ôm lấy nó. Chúng ta không muốn một mối quan hệ, chúng ta chỉ muốn một bạn tình để ngủ chung, Netflix and chill, hay là gửi hình khỏa thân qua mạng xã hội. Chúng ta muốn hàng tá thứ khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang yêu, trong khi thực sự đó chỉ là ảo tưởng. Chúng ta chỉ muốn nhận lấy thành quả, nhưng lại không chấp nhận rủi ro đi cùng thành quả đó. Chúng ta muốn kết nối với nhau, nhưng chỉ là một chút thôi, để con đường lùi. Chúng ta đi chậm, phải coi xem cái mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Khoan hãy yêu vội, cứ chơi chung với nhau đi đã. Chúng ta đặt mình vào hai thế giới, mỗi chân một nơi, và chúng ta giữ khoảng cách an toàn với người đó, chơi giỡn, thử nghiệm với cảm xúc của người ta, và cũng đồng thời với tình cảm của chính mình. Và rồi đến một ngày, khi thứ đùa giỡn đó bỗng thành hiện thực, thì chúng ta lại chạy, chúng ta trốn, chúng ta bỏ đi. Dù sao thì cái hồ lớn ở ngoài kia vẫn còn nhiều con cá khác mà, vẫn còn nhiều cơ hội để tìm ra được một người ưng ý hơn giữa rừng người ngoài kia. Chỉ có điều tìm và giữ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Chúng ta nhắn tin qua mạng xã hội với cái hy vọng những tin nhắn đó sẽ mở ra cánh cửa hạnh phúc mới. Chúng ta muốn tải về một người yêu như một cái ứng dụng điện thoại, và khi cần thì có thể nâng cấp, cập nhật bản vá lỗi và tùy biến cho nó hợp với con người mình. Và rồi đến khi nào không cần nữa thì bấm nút xóa là xong. Chúng ta muốn che đi những điều xấu xa bằng những lớp hóa trang giả tạo. Chúng ta thích cái ý tưởng là sẽ yêu một người, yêu cái đẹp, cái xấu của người đó. Nhưng bản thân chúng ta lại giấu đi những cái xấu xí của chính mình, cất nó vào trong tủ và khóa nó lại ở trong đó, để đảm bảo rằng ngoài ta ra, chẳng ai có thể biết được sự hiện diện của nó. Chúng ta tin rằng bản thân mình xứng đáng với tình yêu, giống như xứng đáng với một công việc sau khi ra trường. Những câu nói triết lý mà chúng ta hay nghe, như là nếu chúng ta muốn cái gì đó thì nghiễm nhiên là chúng ta xứng đáng được hưởng nó. Những bộ phim Disney dạy chúng ta về tình yêu chân thực, về người yêu lý tưởng, về hạnh phúc mãi mãi của hoàng tử và công chúa. Cái hạnh phúc ấy dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta tin là có thứ gọi là duyên phận, và rồi ngồi chờ hoàng tử của cuộc đời mình xuất hiện. Rồi chúng ta ngồi dậy bực tức vì chẳng thấy có công chúa hay hoàng tử nào xuất hiện cả. Những hạnh phúc mà chúng ta xứng đáng được hưởng đâu rồi? Mối tình như mộng mà chúng ta xứng đáng có, nó đang ở đâu? Duyên số mà mỗi người đều có ấy, nó đang ở đâu? Chúng ta muốn một chỗ để chứa mình, không phải là một con người. Chúng ta muốn một cơ thể ấm, không phải là một người yêu. Chúng ta muốn một ai đó ngồi cạnh mình, để mình có thể thoải mái lướt mạng xã hội hay mở ứng dụng ra chơi game. Những thứ mà kéo chúng ta ra khỏi cuộc sống thật của mình. Chúng ta thích nửa nạc nửa mỡ như vậy, luôn tỏ ra là mình không quan tâm, trong khi muốn bộc lộ tâm tư của mình, muốn ai đó cưng chiều nhưng lại cứ thích giữ giá với người ta. Chúng ta nghĩ ra vài ba cái thử thách hay là trò chơi tình yêu để xem người kia có theo được hay không, nói không trong khi thực lòng là nói có, để xem người ta có thực sự yêu mình không. Và rồi vì mà nghĩ đến những điều đó, chúng ta dần không hiểu nổi chính bản thân mình là người như thế nào nữa. Chúng ta nói về những thứ nguyên tắc trong tình yêu mà chỉ có mình chúng ta hiểu, và chẳng ai có thể biết được chúng ta muốn cái gì. Chúng ta rối loạn như thế là không phải vì chúng ta không muốn được yêu thương, mà thực sự sâu thẳm bên trong chúng ta đang rất khao khát. Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung trên thì đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.